Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của Dương Đô Vật. Mình đến từ Royal Enfield Việt Nam. Thì hồi sáng Dương đã quay một cái clip review chi tiết cái mẫu Classic 350 màu xanh rồi. Bây giờ Dương sẽ giới thiệu cho anh em hai màu mà Dương cảm thấy là tâm đắc nhất của cái dòng Classic 350 này. Đó là hai cái màu xanh và màu nâu quân đội. Thì đặc biệt ở trên hai cái mẫu màu của Classic 350 mới về này á, thì những cái chi tiết mạ chrome ở trên con Classic 350 thường nó đã được thay thế bằng một cái màu đen mờ rất là cứng cáp. Thì như anh em thấy đó là hai màu, hai phối màu của Classic 350 có ở đây là hai phối màu bán chạy nhất. Và những cái chiếc xe Classic 350 màu này về đều đã có những cọc hết rồi. Thì ở đây Dương đang có một vài slot trống cho hai cái màu quân đội này. Thì mời anh em xem qua hai cái mẫu Classic 350 màu này. Thì những cái chi tiết mạ chrome ở trên Classic 350 màu cơ bản như là phần lốc máy nè, phần lốc máy, phần ghi đông cũng như là curon đèn đều đã được thay thế bằng màu đen mờ, cũng như là phần niền cũng là đen mờ luôn đó. Anh em thấy những cái phối màu ở trên hai cái mẫu màu này nó rất là cứng cáp, tạo cho chiếc xe một cái độ mạnh mẽ, rất là mang cái tính chất của quân đội. Cộng thêm cái phần thiết kế của Classic 350 cũng mang đậm chất của quân đội nữa. Thì Dương thấy hai cái mẫu màu này cực kỳ là bắt mắt, cực kỳ là mạnh mẽ, phù hợp cho những cái anh chàng thích phóng khoáng, bụi bặm. Thì hai cái mẫu này Dương đang có một ít slot thôi. Anh em nào quan tâm có thể là liên hệ số điện thoại Dương để trên màn hình ha, để mình chốt xe một cách sớm nhất. Thì khoảng đầu tháng này xe có thể giao được, đầu tháng 1 xe có thể giao được rồi. Thì anh em nào quan tâm có thể gọi ngay cho Dương, hotline Dương để cho màn hình ha. Và tiếp theo sau đây là Dương sẽ test thử cái độ rung của con Classic 350 cho anh em nào đang thắc mắc cũng như là quan ngại về việc cái xe nó có rung hay không, bằng việc Dương sẽ để cái chai nước suối ở trên bình xăng và đề máy cũng như là đẹp bô luôn, để anh em thấy được cái độ rung của xe nó như thế nào. Ok, anh em theo dõi với Dương ha. Ok, bây giờ Dương sẽ tiến hành đề máy con Classic 350 này cho anh em nghe thử cái tiếng bô cũng như là cái độ rung của xe. Thì cái clip hồi sáng Dương up, Dương vẫn chưa có test được cái tiếng bô cho anh em xem. Ok, bây giờ Dương sẽ tiến hành mở chìa khóa ha. Rồi, sẵn quay cái mặt đồng hồ cho anh em xem luôn. Khi mà anh em mở máy lên thì đồng hồ nó sẽ hiển thị như thế này. Những cái đèn báo lỗi nằm dưới đây cũng như là cái thông tin về xăng và trip của xe sẽ nằm dưới này ha anh em. Ok, rồi bây giờ Dương sẽ đề máy thử cũng như là test cái độ rung cho anh em xem ha. Nút đề nằm đây anh em ha. Đó, anh em cũng có thể thấy là khi mà Dương đề máy, Dương không có cần lên ga, vì cái xe này nó có cái công nghệ đề giống như lô tô vậy, chỉ cần mình gạt nút đề là xe nó đã nổ máy rồi. Rồi bây giờ xe nó đang nổ garanti ha, anh em thấy cái độ rung của garanti trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ đẹp bô nè. Rung luôn khi mà Dương lên ga, nó chỉ rung nhẹ nhẹ khi mình đang nổ răng ti thôi. Ok, giải đáp thắc mắc cho anh em nào quan ngại về việc xe một máy một xi lanh